từ ngày 26 đến 10 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2023 trên địa bàn huyện Phú Yên xảy ra mưa dông gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Ngay trong sáng ngày 28 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Phú Yên đã thành lập các đoàn công tác xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm người mất tích. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Yên tại bản Đông, xã Mường Lang sạt lở đất đã cuốn trôi 2 người, mất tích 1 người gồm 1 trẻ em và 2 phụ nữ, 3 nạn nhân đều cư trú tại bản Đông. Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 9, 3 nạn nhân gồm bà HTN sinh năm 1973 đưa cháu HD sinh năm 2018 đi học và bà DTL sinh năm 1977 đi xem ruộng đã bị sạt lở đất đẩy xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi. Những người chứng kiến sự việc cho biết đất đá phía ta luy dương sạt xuống đã đẩy 3 người xuống suối và bị lũ cuốn trôi, do lũ quá lớn và chảy xiết nên không cứu được. Thấy nó đứng ra thế này thì thấy nó chạy phát thì đất nó sạt đi luôn. Thấy nó nước lên to quá, thấy nó giơ tay lên thì không dám ra. Ngay sau sự việc xảy ra, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Phú Yên đã trực tiếp đến địa bàn xã Mường Lang để chỉ đạo công tác triển khai các phương án tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi và mất tích, đồng thời huy động thiết bị máy móc để khắc phục điểm sạt lở để lưu thông tuyến đường. Lãnh đạo xã Mường Lang cho biết cấp ủy, chính quyền xã đã huy động tối đa lực lượng để phối hợp tìm kiếm các nạn nhân và liên hệ với các xã giáp danh thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ phía dưới hạ lưu dòng suối để tìm kiếm. Công an huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuống địa bàn phối hợp với xã Mường Lang nhanh chóng triển khai các phương án tìm kiếm các nạn nhân. Sau khi thì nhận được cái thông tin thì chúng tôi có báo cáo trực tiếp về Ban chỉ huy phòng chống lũ bão của huyện, và chúng tôi cũng có trực tiếp là điện trao đổi phối hợp với hai xã là Thu Cúc và Đồng Sơn để phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đến 15 giờ ngày 28 tháng 9 đã tìm thấy thi thể một nạn nhân. Tại xã Kim Bon, mưa dông đã gây sạt lở đất vào 4 hộ dân, trong đó có 1 hộ phải di rời khẩn cấp, 3 hộ hiện đang khắc phục. Tại xã Mường Thải có 2 hộ nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao. Xã đã di rời tài sản và người đến nơi an toàn. Nước lũ ở các suối dâng cao gây ngập úng nhiều diện tích lúa ruộng và hoa màu của người dân. Hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại. Tình hình mưa lũ tiếp tục được dự báo sẽ có diễn biến phức tạp. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo tại chỗ công tác khắc phục hậu quả các điểm nguy cơ cao mất an toàn theo phương châm 4 tại chỗ. Trước mắt tập trung huy động mọi nguồn lực cho việc triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích và bị lũ cuốn trôi. Chỉ đạo đối với các điểm trường nằm trong vùng không an toàn tạm thời nghỉ học. Các địa phương có phương án cùng nhà trường sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra đối với học sinh, đặc biệt là học sinh bán trú hiện đang ở tại trường.